Shop Nhà Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt có hai cặp xi nhan của Rim Thái Vinhomes xe muốn gửi tới cho anh em. Thì anh em nào chúng ta thích chơi đồ theo xe thì anh em có thể quan tâm nha. Cái này thì mình đang lên với mục đích là muốn cho những anh em nào mua đồ theo xe thì anh em mua được nha. Còn những anh em nào mà chúng ta chơi đồ mới thì anh em đừng có vui lòng, đừng có comment là cái này tầm tiền này tao bỏ tiền tao mua đồ mới chứ tao mua đồ theo xe làm gì. Thì anh em cứ mua đồ mới đi, Đạt bán đồ mới nha, 450 một cặp. Chứ anh em đừng có nói là mua đồ theo xe không ngon như mua đồ mới, hay là đồ mới thì nó đẹp hơn đồ theo xe gì. Cái đấy là tùy theo từng người chơi nha anh em nha. Đó, chứ không phải mình sở thích của mình là mình sẽ áp dụng lên sở thích của người khác được nha. Đấy, thì cái xi nhan này thì Đạt bán cho anh em giá là 500 ngàn một cặp nha anh em nha. Thì tùy theo, anh em muốn chơi mới thì mua 450 cặp, còn hàng theo xe thì 500 ngàn một cặp. Đó, hàng theo xe thì nó cũng y như mới, và mới thì nó cũng y như theo xe, nhưng mà riêng theo xe thì nó sẽ dày hơn, màu nó sẽ sậm hơn là mới nha. Mới thì màu nó sẽ sáng hơn, theo xe thì màu nó sậm hơn, và đặc biệt thì theo xe nó sẽ dày hơn mới nha. Anh em đừng nói mà mới mà dày theo xe không có đâu, theo xe là dày hơn. Đây, Thái Lan Stanley này, đúng đồ theo xe này, bát bọng là còn căng đét luôn nhá. Đấy, không phải nghĩ. Đó, đây, đây là đề đồ theo xe này. Đây, phía trước mã của nó sẽ là Stanley 5276. Đây, cái mã của theo xe nó sẽ to hơn nha anh em nha. Mã mới nó rất là nhỏ, không to như theo xe đâu. Đấy, mã mới thì cái chỗ chữ Stanley này nó sẽ nhỏ hơn. Đó, thì mình trước mình đăng lên thì mình thấy là đồ gì mới xong rồi đồ theo xe thì rất là nhiều anh em cứ hay so sánh đồ theo xe và đồ mới. Đạt thì có bán đủ cả hai hết cho nên là anh em đừng có so sánh làm gì. Đó, cặp nào cũng đẹp hết nha anh em nha. Cặp bên này thì cái đế sau nó mới hơn này, cặp này đế sau nó mới hơn chút xíu, nó không phải là nó mới hơn mà là do con này nó dính nhiều đất hơn, chứ nó mới như nhau hết á, nhưng mà con này thì nó dính đất nhiều hơn, con này thì nó sạch sẽ hơn chút. Đó, còn vấn đề là bát bọng này kia của nó là đều ngon hết nha. Thì anh em mua thì anh em có thể nói cặp nào, cặp số 1, số 2, hoặc là anh em nói là cặp lưng sạch, hoặc là cặp cái lưng nó dơ, thì mình sẽ bán cho anh em đúng theo cặp đấy nha. Đồng giá là 500 ngàn một cặp hết. Và mình nói thẳng luôn, cái này là hàng theo xe, anh em vui lòng không so sánh với hàng mới. Hàng theo xe nó sẽ có cái chất lượng khác, và đương nhiên cái giá nó cũng sẽ cao hơn một chút nha. Nhưng mà đổi lại thì anh em chúng ta chơi đồ theo xe thì anh em gắn vào nó liền xe hơn, và nó sẽ dày dặn hơn so với đồ mới nha. Cái này mình khẳng định luôn, đồ mới nó sẽ mỏng hơn đồ theo xe một chút, không bằng đâu. Đồ theo xe nó rất là dày, và những cái chá này anh em thấy không, họ xài khoảng mấy chục năm rồi nhưng mà nó vẫn rất là mới luôn, nó không có bị chảy xước cũng như nó không có bị cũ, chứng tỏ là chủ xe họ xài rất là kỹ. Và riêng dây điện thì không phải nói nha anh em nha, dây điện là bao đẹp cho anh em, dây điện là bao đẹp. Về đây anh em lên xe đây, giác chuẩn hết cho anh em nha, về đây anh em lên xe thoải mái không có phải lo. Đấy, dây giác là chuẩn hết cho anh em nha. Thì giá 500 ngàn một cặp, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.